Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh video của công ty cổ phần MD Việt Nam. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một máy đo kiểm tra IC số. Trên bàn mình đây là một máy kiểm tra IC số, kiểm tra các dòng IC, dòng 74, 45, 40 của hãng GWTech, của mã model là GUT6600A. Mình sẽ mở hộp máy ra. Đi kèm theo máy sẽ là bao gồm nhất là một máy chính, một cục cấp nguồn adapter ngoài với điện 220, một hướng dẫn sử dụng. Sau đây mình sẽ đi test chi tiết của tính năng của máy. Sau đây mình sẽ giới thiệu, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một IC số. Như trên tay mình đây là có một con IC dòng họ IC số là họ 74, có mã hiệu là 74HC373N. Đầu tiên thì ở thiết bị này thì ở đây có các chân cắm kiểu vít. Chúng ta sẽ bật thiết bị. OK, chúng ta gắn IC vào, cho nhớ là gắn đúng chiều. Tại vì IC này 20 chân thì chúng ta sẽ căn ở vị trí 20 chân. OK. Chúng ta có thể dùng là chúng ta có thể chọn luôn IC này hoặc là dùng chức năng tự động tìm kiếm IC, chúng ta chọn auto. Thiết bị đang tự động tròn, nó đang tìm được IC là 74363. Chúng ta bắt đầu test pass, tức là IC là đang còn tốt, đang hoạt động được. Ngoài ra thì chúng ta dùng nút toy này, chúng ta có thể là chọn chỗ 2 là IC dòng 4000, IC số dòng 4000, dòng 4501, dòng UN2001. Ngoài ra chúng ta có thể dùng hai cái này để chúng ta có thể tìm kiếm IC bằng tay, tức là chúng ta tìm luôn cái giá trị IC chúng ta mong muốn kiểm tra. Ví dụ của mình đây là 373, mình sẽ tìm đúng 373. Và OK, chúng ta lại nhấn test pass, hoạt động tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Emin. Xin chào và hẹn gặp lại.